Xin chào các bạn và các em nhỏ đã ghé đến kênh Vinh Nguyễn Thị Cuộc Sống Mỹ. Hôm nay mình sẽ order nguyên một mâm đùi gà, cánh gà, ức gà. Rất là giòn rụm. Cái tiệm này bán rất là ngon nha các bạn. Ăn một lần là muốn ăn nữa. Cho nên hôm nay nè, đó, đây. Nhìn hấp dẫn ha, ăn giòn rụm nha. Mình mua mình để lâu lâu ăn vẫn còn giòn. Dừa, cánh gà đầy đủ hết ha. Bên này là cái cream cheese nè các bạn. Đó, phô mai và kem phô mai. Người ta chiên cái bánh này giòn lên, xong ta bỏ kem vô sao á, hay là bỏ trước khi chiên mình không biết nữa. Đây là nước sốt và củ cải muối nha. Rồi bây giờ sẽ ngồi vô cùng thưởng thức với các bạn. Các bạn ơi, vô thưởng thức nha. Các bạn ơi, bây giờ cái mâm gà này các bạn thiệt là giòn mà thiệt là thơm. Mà ngồi đây ha, nước miếng nó tốn quá các bạn ơi. Không biết hồi nãy giờ bao nhiêu lít nước miếng mà mình nuốt ngược vô chắc cũng no hết trong bụng rồi các bạn. Thì bây giờ xin mời các bạn và các em nhỏ cùng có món gì á, dọn ra ngồi ăn với mình cho vui nha. Đó, thì ăn thôi. Nước sốt đây, nước sốt. Có nhiều loại nước sốt lắm các bạn ơi. Mà mình thích cái loại nào các bạn? Loại cay cay đi, cay này. Đó, loại này hết sảy nha. Đây các bạn, nước sốt nè. Lấy cái đùi trước đi. Cái đùi đâu rồi? Các bạn ơi, thấy cái đùi đâu không? Hay là thưởng thức cái bo này trước đi ha. Đó, lấy ở dưới trước cho nó xẹp. Đây, kim chi bo. Ngon quá. Ở trong là kem phô mai, ở ngoài là tương tự giống như là bột nếp, nó bao trùm. Rồi nó có giống khoảng một phần ngàn của cái bánh cam ngày xưa mà bên Việt Nam hay chiên đó các bạn. Còn giống ít thôi à, giống ít bánh cam thôi. Nó giòn mà nó xốp xốp, ăn nó nhúng nhúng, nó thơm, đậm nha. Bánh này mình thích nè, hợp với mình nè. Phô mai rất là tan chảy, ăn tới đâu chảy tới đó, nuốt tới đâu là nó nuốt tới đó, rất là dễ nuốt, không bị mắc kẹt cái cổ nha các bạn, không cảm thấy là ngán, chỉ cảm thấy là ngon thôi á. Hết sảy à. Cái mầm quá đã luôn. Đây, củ cải muối nè, người ta cho nè. Đó, nghiêng cho các bạn xem. Củ cải muối ăn với cái này cho nó đỡ ngán nha. Thử nha. Hôm nay thấy mâm gà không thấy mặt mình đâu ấy. Củ cải muối ngọt ngọt, chua chua, giòn giòn. Mùi cải cải muối muối. Nồng mùi cải quá. Cái đùi là cái nào? Thôi bóc tới đâu ăn tới đó đi ha. Cái này là cái gì? Mình thích cái đùi trước thôi. Đây, coi chừng nó đổ nha. Mời các bạn, Golden Chicken chấm. Đó, hấp dẫn chưa? Hơi cao nha, chồm chồm lên tí. Đây các bạn. Chảy nước miếng. Nó giòn khỏi phải nói luôn, cầm trên tay mà nó còn giòn nữa. Từ này nó ngọt ngọt, cay cay. Ăn với gà bá cháy các bạn ơi. Giòn ngon. Thịt gà mềm mại đó. Bạn nào thích order thì mua ăn, còn không thích thì tự làm. Mình có video chiên đùi gà, cách làm đùi gà chiên của Vinh Nguyễn Thị. Ăn cũng giòn rụm luôn, rất là ngon.
công nhận. Tiệm này bán đắt các bạn ơi. Mùa dịch mà mình thấy người ta xếp hàng, người ta đợi, mà ai ăn lần nhớ hoài. Ngon. Hôm nay mình mua thịt mâm lớn luôn á, để cho gia đình mình ăn nữa. Chừng này mình mua chắc 50 mấy, gần 60 đô. Cái này làm ASMR được đó hả? Cái cánh này các bạn, người ta cho tới 3 loại nước sốt đây các bạn ơi. Muốn rớt muốn rớt thiệt, nó trơn quá. Càng chấm càng hấp dẫn. Wow, nó giỏi giọt. Cảm ơn cái người chiên gà, cảm ơn chủ tiệm, cảm ơn thông minh nha. Tạo ra công thức quá ngon, xuất sắc luôn á. Cái này phải nói là ngon, ngon nhất, nhất nhất của cái gà mà ở tiệm mà mình thường thường ăn nha các bạn. Mình nghe Golden Chicken mình tưởng đâu người ta bỏ vàng vô chứ. Mình háo hức đi mua, tưởng người ta rải vàng vô mình ăn thử nó làm sao. Mình thấy nhiều bạn YouTuber ăn vàng, mình không có hình dung được các bạn ơi. Không biết ăn vô nó làm sao, không là cái vị nó làm sao, nó làm sao ta. Để bữa nào mình lấy vàng thiệt, mình bỏ miệng mình nhai thử cảm giác nó làm sao. Ăn nhiều vàng quá cũng không tốt à. Đã gì đâu. Anh ăn với em không? Không hả? Ở nhà mình á, không ai thích vô phim ấy các bạn ơi. Thích ăn ngoài bộ phim. Hồi trước á, mình mới làm YouTube á, ông xã mình rồi mấy đứa nhỏ có ủng hộ có vô. Nhưng mà nhiều lúc á, vô bị la đó. Ăn uống sao? Lôi thôi bị la cái sợ, không dám vô nữa. Còn mình á, la miết cái mình giống như cái mặt mình nó chai rồi các bạn ơi. Mình càng la mình càng cả thì thấy sữa thôi. Còn thà một mình bị la không á, không sao. Vô ba bốn người bị la nó nhiều lên cái từ la, cái từ la nó chuyển sang cái từ buồn. Cho nên mấy đứa nhỏ với ông xã giờ không dám vô nữa đâu. Hồi trước ăn món gì bị la quá chừng, ăn cua hoàng đế hay sao. Các bạn thấy không? Cái này là cái gì mình cũng không biết nữa. Về cái ức hay gì á. Giờ gỡ một cái hộp tương đen hơn chút xíu nè. Hồi nãy là nó đỏ hơn túi. Chút xíu. Tương này chắc tương xí muội. Còn tương này không biết tương gì ha. Mở ra chấm thử nha. Đây, nó đen thui. Đây, thử nha. Wow. Hết sảy. Công nhận người Hàn Quốc á, người ta làm món ăn, những món ăn chiên với những món ăn cay á, là hấp dẫn ha. Mình ăn mình cảm thấy thích vô cùng. Cái tương nè, nó ngọt quá. Nó ngọt mà nó không có cay. Nó nghe mùi hắc xì dầu nhiều hơn. Cái tương này ngon nè, tương này cay nè, có đủ gia vị. Củ cải ngon quá.
chấm lại cái tương củ nó hấp dẫn hơn nè các bạn. Đó, màu sắc độ hấp dẫn mà cái vị tương nó cũng ngon như cái màu sắc nè. Người ta làm sao mà cái bột nó giòn, nó giòn xốp nha, nó giòn mà không có bị thấm dầu, không có bị béo luôn, mà cái thịt ở trong rất là thấm mà ngon, mềm mại. Mấy ngày này á, nhiều bạn gửi thư nói ra trời tuyết quay, chưa có tuyết bạn ơi. Năm này mới có một lần tuyết thôi mà rơi xuống á, để dưới đất nó ấm quá, nó tan hết trơn. Mình có lon nước ngọt này các bạn, lâu quá không uống nước ngọt nha, năm mới uống ly nước ngọt Pepsi. Ở Mỹ là Pepsi, Coca là rẻ lắm đó các bạn. Nó đổ. Ở tiệm McDonald hay là những cái tiệm mà bán gà rán á, người ta cho Pepsi á, không biết người ta lấy Pepsi ở đâu mà ga nó mạnh, uống vô một cái là giống như là cơn bão ga mà nó sọc thẳng vô cổ vậy. Uống cái này đỡ nha, uống cái này xong cái ở giống như pháo nổ vậy. Tiếp rồi các bạn ơi, càng ăn càng cuốn hút à. Các bạn nhớ án này không? Vô tay chấm bấm rút, lần đầu tiên ăn xong náo loạn, bị gì bị la quá chừng luôn, nhưng mà video đó vui chứ. Ăn tiếp thôi các bạn ơi. Các bạn ha, gà KFC á, mình mua về tới nhà ấm mềm rồi nha, mà mấy gà công nhận người châu Á giỏi ha, chiên gà mình vậy. Tự khen luôn, chiên cả nửa ngày vẫn còn giòn nha các bạn. Cái video mà chiên đùi gà KFC của Vinh Nguyễn Thị đó, các bạn vô xem mà chiên ăn nha, chiên để nửa ngày cũng còn giòn, mà mình bỏ vô tủ lạnh nó vẫn còn giòn, ngộ ghê. Ăn lạnh cũng được mà ăn nóng cũng được. Gà KFC của người Mỹ đó, người ta làm cũng rất là ngon, nổi tiếng lắm đó. Nhưng mà đem về tới nhà tự nhiên cái bột gà nó mềm hết trơn. Quan trọng là thứ nhất là người ta thiết kế cái hộp, thiết kế cái hộp làm sao để cho gà nó không bị ứ hơi nha. Còn gà KFC thì mình thấy người ta bị cứng hết trơn, không có lỗ thoát, dỡ ra một cái về nó ẩm. Quan trọng nhất là cái khâu hộp nha, rồi cái khâu bột nữa, nó tổng hợp các thứ ngon quá. Món gà này đãi tiệc nè, bảo đảm mà người Mỹ nha, người gốc Mỹ á, ăn vô một cái là khen liền, ngon. Cái này là được một người Mỹ trắng ở trong chỗ làm của ông xã mình á, mua cho ông xã mình mang, mà mang xong rồi ông hỏi ở cái này tên gì, cái ông cho tên ông Mỹ trắng, cho tên cái đi mua, từ đó là ăn ở đây luôn. Nó giòn vô tới xương mà ăn thấy xương nhã ra các bạn.
mùa đông ăn vậy. Hỏi sao không lên ký. Còn mùa hè lúc nào cũng ra vườn, ngày hì hục hết mấy tiếng đồng hồ ở ngoài vườn, xới đất, tưới cây, trộn đất, dọn dẹp, nó ớt bớt. Mùa đông mới núp trong nhà. Ngày mai chắc mình ra vườn mình thu hoạch ít củ nha, củ với trái ô liu. Trái ô liu giờ mình thấy có vài trái chín. Gà này á, mình có làm đậm vị, không có cay. Mấy đứa bé ăn được. Mấy đứa bé nó mê lắm các bạn ơi. Nãy giờ mình ăn quá chừng, biết ăn bao nhiêu cái rồi. Này cái gì? Này là cái phần ngay cái nách của con gà. Có hộp tương nào khác nữa không? Wow, như cái hộp tương này nó khác nữa nè các bạn. Chấm thử xem sao nha. Tương này hợp ý mình là nó cay, cay hơn tất cả các tương nãy, cay thơm nha, cay nha. Cho em nhỏ thích nè các bạn. Món này cho bữa nào lên trên online học xong là làm nha. Đây các bạn, bột nếp. Hơi giống bánh cam thôi. Ngon lắm. Ngon quá đứng hình. Mình sợ uống nước có ga nhiều á, nó sẽ bị ở hơi. Tiếp rồi các bạn ơi. Mùa đông thèm me chua các bạn ơi. Mấy ngày này mình đi tìm thử có me chua xoài chua không, để anh về mình làm video ăn xoài ăn cóc mang ổi. Lâu quá không ăn. Ngày hôm qua vô tình xem video của bạn nào bên Việt Nam á, đu lên cây me, hái cây me, cầm theo cái bịch muối á, trời trắng. Mình nhìn mà mình thèm muốn khóc, muốn chảy nước mắt. Ở đây đâu có đâu, chạy xe đi tìm không thấy. Chứ ở Mỹ những tiểu bang mà nóng ấm á, người ta trồng được cây me. Nói cây me mất cười. Mùa hè vừa rồi mình có order một cây me $50 ở cái tiệm của chú nào ở bên Florida. Xong chú gửi đi, chú cắt ngang cây me về. Cây me còn cái gốc với khoảng khoảng chưa tới 1 mét, khoảng 7-8 tấc gì đó, cắt ngang về. Về thấy cây me được mấy cái mầm đi lên vậy thôi. Đặt ra ngoài vườn chắc chưa khoảng 1 tháng rưỡi, cây me nó tới tuổi già luôn các bạn ơi. Nó ngủm luôn. Nó ngủm một cách là nó ngủm không thương tiếc gì. Mình cạo cái vỏ ra không còn xanh nữa, nó chết hết. Rồi mua cây gì nữa ta? Cây gì á? Cây bần quân gì á. Nó cũng đai luôn. Rồi mua cây chùm ruột. Cây chùm ruột ghép á các bạn, $50 cũng xong luôn. Giờ chỉ còn mấy cây ở đây nè, chút xíu mình quay cho các bạn xem mấy cây mình đem vô nhà. Đây là cây vải nè các bạn, mình đem vô nhà nè. Nó
còn xanh tươi, chứ để ngoài sẽ không còn được nữa đó. Cái vải ở dưới mình trồng ké. Rồi đây cây nhãn nè. Cây nhãn nè. Đó, cây nhãn này mình mua 250 đô la đó. Rồi cây bơ nè, cây bơ mình cũng mua 250 đô la nè. Vừa rồi nó ra vài trái mà bị sốc. Đó, cây bơ nhìn thấy ghét không? Nếu mà đợi để ngoài khi nào mà cây bơ này nó cổ thụ nó bự thì nó sẽ chịu lạnh được nha. Còn hồi trước mình cũng có mấy cây nhỏ nhỏ nè, mình để ngoài nó chịu không nổi các bạn ơi, nó cũng thối hết trơn nửa cây à, cho nên nó mình đem vô nhà luôn đó. Đây là cây lựu. Cây lựu mình cũng mua 195 đô la. Mình mua cây này ở bên Florida đó. Đó. Đó, đây, cái chủ đó họ cũng cưa mà may mắn sao cây lựu nó sống được các bạn. Cưa ngang này, cưa ngang cây lựu này. Còn cái này mình mua một cái chủ khác, người ta để nguyên ngọn luôn, thấy không? Cây bơ nhìn rất là xinh. Rồi cây ổi nè. Cây ổi nha. Đây, mình đem vô nhà cái nó rụng lá hết trơn, nhỡ ra lá non nè các bạn. Đó. Rồi đây là cây mận xanh. Cây mận xanh nó đi luôn rồi. Rồi, vậy thôi à. Còn đây là cây lá mơ của mình, đem từ ngoài vườn vô. Đó, mình giới thiệu xong khu vực cây của mình. Các bạn đi mua cây đừng có để người ta cưa cây nha. Mình đâu biết đâu, người tự chủ người ta cưa xong người ta gửi đi, xong cái mình trồng nó yếu lắm. Cây phải có ngọn, cưa gần nửa thân cây không có cây nào sống nổi hết. Đó, các bạn ơi, hôm nay mình ăn cái mâm gà này ngon quá, mà càng ăn thì nó càng no, mà ngon quá. Muốn ăn nữa thì ngày mai bỏ tủ lạnh rồi ngày mai ăn nha. Hôm nay thì mình ăn mâm gà tới đây thôi các bạn. Các bạn xem video của mình, nếu mà các bạn cảm thấy yêu thích thì các bạn ủng hộ giúp mình một like, một đăng ký và chia sẻ. Cảm ơn các bạn nhiều lắm đã ghé đến kênh Vinh Nguyễn Thiệu Cuộc Sống Mỹ. Xin tạm biệt các bạn. Chúc các bạn thiệt nhiều sức khỏe và niềm vui trong cuộc sống nha. Tạm biệt, tạm biệt.